Ơi. Xin chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái bật lửa. Bật lửa này được chế tạo từ vỏ đạn 12-7. 12-7 đạn này thì sử dụng trong chiến tranh Việt Nam mình khá nhiều nha. Nó không phải dùng đạn này để bắn vào quân thù, mà đạn này dùng chủ yếu để bắn máy bay, bắn phá các thiết bị cơ giới này nọ. Bởi vì theo luật như là luật của chiến tranh đó, anh có được sử dụng đạn này để bắn người, vì độ sát thương của nó là khủng khiếp, con người như gọi là nát thây theo tôi biết là vậy. Nhưng mà trong chiến tranh thì không có luật thôi. Một số anh em bạn bè mình ở cả hai cái đội cũ và mới thì khẳng định là trong chiến tranh không có luật, những luật nó thuộc về người thắng cuộc và luật nó là luật chiến thắng nên đâm ra là vẫn sẽ sử dụng cái này để lia khi mà sắp lá cà ha, khủng khiếp sức công phá nó thực sự khủng khiếp. Thì đây là cái vỏ của nó này bạn, đây là cái vỏ của nó. Cái này thì mình đã khoan lỗ để đổ một cái bột lửa ha. Đây là cái đầu đạn của nó, trong này nó có chì, mình lấy chì ra rồi. Cái bật lửa này sau khi chế tạo xong thì nó sẽ như thế này, rất là đấy, nó cháy qua đi nè. Đấy, đặt cái này lại thì nó để thôi. Sử dụng xăng Zippo, đó tim chắc cũng sử dụng tim Zippo luôn, đá cũng Zippo luôn. Nó sử dụng xăng Zippo khá dữ rồi, lắp thoải mái được nè, được tha hồ sử dụng. Thì cái nội dung á là nếu mà bình thường thì chỉ chế tạo như vậy là xong rồi bạn, thấy các bạn chế tạo là xong rồi. Cái này thì tôi đang vẽ thêm cái hình đầu lâu ha, đầu lâu da đỏ, khi xong thì tôi khắc, tôi chọn khắc thủ công cái máy này ha, tôi sẽ khắc lên những cái hoa văn này theo yêu cầu của một số người bạn. Riêng cái này thì tôi không bán, cái này tôi dành tặng cho một người bạn chí thân của tôi, người bạn rất là thân, rất thân. Ok ha. Cái này nhưng mà có thể khắc những cái tương tự vậy cho anh em nếu ai đặt hàng nữa nhé. Số điện thoại của tôi là 0913410303. Anh em có thể dùng cái này để trang trí rất là đẹp, phong cách sử dụng thì rất là tiện. Cái này thì nó không kín lắm các bạn nha, bay xăng cũng khả năng bay xăng khá cao nhưng mà không thể nào thiết kế tốt hơn được. Nhưng mất điện thôi, có thể thôi ha. Sử dụng cái này rồi, ok ha. Anh em nào cần thì ghé Homestay Coffee Windy 53 Trần Lê để xem trực tiếp sản phẩm này cũng được. Lưu ý là tớ không có nhiều vỏ đạn này cũng như là đủ để chế tác này, như là cạn này. Nên ra là các bạn mà có nhu cầu đặt trước nhé, hơi lâu. Nếu mà chạm như thế này, chạm hoa văn như thế này thì có thể là từ cái phần thô như thế này sau khi sáng tác chứ vẽ mẫu lên tất cả chế tác ít nhất là 2-3 ngày mới xong được một cái sản phẩm như vậy. Đương nhiên là không thể làm liền một cái bộ dùng cái máy này, nó luôn các bạn, nó khá là đau tay, khá là tê tay, nên ra chỉ có thể là 15 phút hoặc 20 phút là nhiều, phải nghỉ vài tiếng làm vài lon bia. À đây nè, tôi giới thiệu với bạn em cái này đi ha, nó dễ mở. Cái này là nó đây, cho mọi người coi nha. Cái này là cái chỗ đổ xăng, nó tiện từ gắn ốc này, tiện một cái ốc giờ điện vào, một tiện một cái đoan giờ để gắn vô chà có luôn cho nó có đèn nữa ha. Đây nó là như vậy. Cái này là tim, thiết bị đánh đá. Chỗ này là ống bò đá. Cái mấy cái này thì lưu ý là tớ không phải làm, tớ mua lại cho người khác làm. Và tớ chỉ lấy cái gia công cái phần các bạn làm mua, cũng là của anh em mình không ạ. Mình mua lại cho anh em, mình về mình gia công cái phần này, trang trí, decor. Tớ bán một cái này không là sau khi đã được hoàn chỉnh là 500. Có một số nơi còn bán rẻ hơn đó, nhưng mà tại vì tôi sử dụng tim Zippo với là đá xịn, với là nói chung là tới châu chuốt hơn nhiều thì giá
thì nó nhìn hơn tí xíu. Có thể ở đâu có nơi khác cũng có thể bán 200, hoặc là thể hiện cái sản phẩm này không có giá cố định nào nha, có thể rẻ hơn nữa, nhưng mà tôi không biết ở đâu rẻ hơn nhiều. Rồi còn nếu mà chạm phát như vậy xong luôn ha, tùy theo mức độ như full như nào thì công tới nhận từ 500 đến 1 triệu tùy cái hoa văn bạn muốn ha, hoặc là cái độ khó bạn muốn. Đơn giản thì 500 tiền công, chạm phát bằng full luôn thì có thể cả triệu các bạn ha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có gì đăng ký theo dõi kênh để tới giới thiệu thêm nhiều cái giống khô hay là cũng như nhiều cái loại bột lửa khác nữa nha. Ok, chào anh em.